Quý chị nhé, tôi là Tĩnh, tôi đang tá tại Mitsubishi Trường Chinh Sài Gòn. Bên em mới về một con xe lướt của dòng Xpander Eco 2023 này anh chị, sẽ nhập Indo nhé. Đây là bản thấp nhất của số tự động. Xe màu trắng, biển một chủ từ đầu luôn, mới đi có 15.000 cây số thôi. Bên em rao bán với mức giá là 582 triệu, bao rút hồ sơ và bất lọc lá. Xe này rất là mới luôn anh chị, rất là đẹp luôn. Anh chị nào quan tâm alo liền cho em nhé. 582 triệu là đã bao rút hồ sơ và còn bất lọc nữa. Và cái xe này thì tụi em sẽ kiểm tra 160 hạng mục, có chứng từ lưu lại hết, bảo dưỡng thay lọc thay nhớt cho anh chị. Anh chị có thể ghé qua để xem xe, lái thử trải nghiệm và check test thoải mái ạ. Mới tin anh chị. Anh chị có thể xem nội thất ạ. 15.000 Odozin nha. Bên em là bán xe không tua đâu anh chị, không đâm đụng, không ngập nước, không tai nạn. Các phụ kiện theo xe như thảm táp lô nè, cam hành trình dán phim nè, màn zin nè anh chị, màn hình zin. Ghế nó là ghế nỉ nha. Nếu như anh chị không lấy cái phần da lọc của bên em, em có thể quy đổi thành cái ghế da em tặng cho anh chị luôn. Xe mới lắm. Dòng Eco này hiện tại là hết hàng rồi anh chị, nó sẽ ngưng hàng một thời gian cho nên không có hàng xe mới đâu. Bởi vậy anh chị đang tìm cái dòng Eco là chỉ có thể tìm xe lướt thôi ạ. 2023 nhập Indo 15.000 cây số, biển trắng ha. Xe tụi em mới về nên để rất là mộc, rất là thô, em quay luôn nhanh cho anh chị xem. Mâm là không có cái nào bị trầy nha anh chị. Lốp thì 15.000 đi Vivu rồi. Xe cực kỳ đẹp luôn. Dòng Eco này bây giờ rất nhiều anh chị săn đón, tại vì tài chính nó rất là hợp lý, có 500 mấy thôi, 500 mấy mà bây giờ tính thuế phí của con này thì lăn bánh nó cũng chưa tới 600 nữa anh chị. Thì anh chị đã có một con xe số tự động rồi, 7 chỗ để chúng ta kinh doanh dịch vụ hoặc là đi gia đình cũng được. Anh chị xem cái phần kim loại nó sáng 7 màu rất là đẹp ha. Mới tin anh chị. Này, 4 mâm không trầy. Anh chị có thể dẫn thợ thầy tới kiểm tra keo chỉ nha anh chị. Còn quy trình của bên em thì kiểm tra rất là nghiêm ngặt rồi. Ngoài cái việc kiểm tra bằng kinh nghiệm của các anh thu mua thì về đây tụi em còn quy trình kiểm tra theo quy trình của hãng, bao gồm 160 hạng mục nữa. Đây anh chị, xe tụi em là kiểm tra 160 hạng mục. Cái này kiểm tra không là mất 2 tiếng nè anh chị. Thay thế phụ tùng chính hãng và bảo hành toàn quốc. Xe mình 23 thì tới 2026 mới hết bảo hành toàn quốc anh chị. Đăng kiểm và đường bộ còn rất là dài. Anh chị nào quan tâm alo liền cho em nhé. Ngoài dòng Xpander Eco thì bên em cũng có dòng Xpander Cross và Xpander Premium. Xe qua sử dụng anh chị có thể đến đây để tham khảo các cái phiên bản khác có mặt tại Mitsubishi Trường Chinh ạ. Cảm ơn anh chị rất nhiều.